Uh, xin chào anh em hôm nay uh, mình uh, sẽ hướng dẫn anh em uh, cách tạo sống mũi uh, cho ảnh lớn thì uh, những video trước thì mình cũng đã hướng dẫn anh em làm uh, ảnh lớn rồi và chỉ còn một bước cuối cùng nữa là chúng ta tạo thêm sống mũi khối cho ảnh thì hôm nay uh, mình sẽ hướng dẫn các anh em tạo sống mũi thì ở đây mình có một tấm rồi mình đã chấm sửa sẵn rồi mấy cái này xong rồi đúng không thái ok thì ở đây thì em đã chấm xong rồi mình chấm xong rồi thì để mà mình in ra ảnh phóng ấy và độ cao hơn ấy thì mình sẽ làm thêm một bước nữa đó là mình dùng công cụ chữ o à, cái dotitune này ok thì mình nói sâu hơn về công cụ này một chút nhá. Công cụ này thì nó có ba công cụ. Công cụ chữ O ba công cụ. Công cụ trên là công cụ vùng trắng, người ta còn gọi là highlight. Còn công cụ burn tool thì là công cụ vùng đen. Còn cái công cụ ấy công cụ này dùng để sửa sửa mắt đỏ, mắt mắt đỏ hoặc là những cái viền tím như này, anh em này. Đó. Thì chủ đề chính của hôm nay đó là chúng ta sẽ tạo số mũi cho ảnh thôi. Thì sau khi tạo số mũi xong thì em sẽ xử lý cái phần viền tím cho ảnh thì ok trước hết là chúng ta sẽ đi uh, uh, tạo sống mũi cho ảnh đã thì ở uh, cái phần export này thì em chỉ để khoảng 15 phần trăm hoặc 20 phần trăm các bác nhá anh em để phần mai hộ em mai đây ạ à. mai là vùng trung tính ok thì uh, chúng ta sẽ chọn cái bút nó mềm thôi không chọn bút cứng quá và chúng ta cho cái bút nó to lên một chút xíu cái bút đây mình hơi nhỏ cho lên một xíu anh em uh, Uh, nói chung là anh em uh, giữ cái này Bước này rất là đơn giản thôi Anh em chỉ cần đặt chuột vào giữa sống mũi Đấy Và anh em giữ xít cho em Đến đỉnh sống mũi ở dưới Đoạn cao nhất Anh em thả tay ra Và giữ xít tiếp một lần nữa Rồi Chúng ta sẽ uh, Cho nó nhỏ cái bút lại một chút xíu nữa Anh em cho nó nhỏ khoảng xa khoảng tầm 20 hoặc 25 cho em Đấy thì sau khi mà chúng ta đã làm như thế rồi thì anh em anh em cho em cái cái giảm cái export này xuống còn 10 thôi đấy anh em bắt đầu giữ tích chuột cho em một cái ở giữa chán này và anh em giữ shift tiết vào đỉnh mũi cuối cùng cho em để cho cái số mũi nhầm cho số mũi nó cao hơn anh em nhìn thấy không ạ nhưng nhưng mà như này thì nó sẽ không thể đào mà đẹp được thì anh em chấm cho em anh em dùng chữ s nha dùng chữ s chấm chọn cái công cụ s trên đỉnh đầu và anh em cho cái bút nó to ra một chút và vẫn chọn bút mềm nha các bác nhá. Đừng có chọn bút cứng nó không có đẹp. Anh em chấm, anh em tản từ dưới lên. À, còn cái phần opacity City ấy, anh em để bao nhiêu thì để tùy anh em. Có người để 25, có người để 30, có người để 40. Ok, để 45 được, tùy tâm anh em. Em sẽ tản ở cái phần uh, dưới này nó đều ra một chút xíu nữa. Đấy. Ok, sau khi mà chúng ta đã làm xong như vậy rồi ý, thì anh em quay lại phần history. Anh em uh, nếu mà anh em cúp thì anh em giữ lại cho em nếu mà chưa cúp không cúp cho anh em cái đường nguyên như vậy được. Anh em ấn Q cộng B nha. Đây ạ. Ấn Q vào đây. Và chữ B ở trên bàn phím nhá. Không anh em ấn vào đây. Và vào đây ấn vào đây cho ấn vào công cụ này. Đấy. Anh em tô cái vùng số mũi nha chúng ta vừa mới mới kéo lên. Con con đâu? Trong kia rồi. Thì anh em tô cho em cái phần số mũi này nha À, anh em ấn quy lại lần nữa, hai anh em ấn đây. Đấy. Xong anh em dùng control cộng với ôn cộng với phím xóa anh em à, anh em vớt lại cái số mũi cho em và anh em để opacity khoảng anh em dùng control shift F để bật cái opacity này nhá. Anh em để cho em khoảng 30 hoặc 35% là được. Đấy. Rồi chúng ta sẽ xem lại cái số mũi trước khi và sau khi uh, chúng ta đã làm thì anh em có thể bấm vào uh, open nhấn tích lên một cái Đấy, anh em thấy không ạ? Nó sáng hơn một chút xíu thôi. Nói chung là chúng ta cứ làm nhẹ nhẹ lên một chút xíu là được ạ. Chưa được thì anh em chấm lại cho em chấm đều nhá. Chấm đều, tản đều ra. Tản đều ra. Và cái phần sở vũ của bên cô dâu cũng vậy anh em nhá. Thì cái sở vũ cô dâu thì em sẽ dùng công cụ Liquid em nắn lại một chút. Em dùng CC018 các bạn ạ thì anh em dùng chữ a nhá. Đây ạ, cái công cụ này, fetun này chữ a này. Anh em nhấn nhấn lại. và khi mà chúng ta đã lắn xong rồi ấy, thì anh em anh em cho to cái 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 cái, cái, cái bút cái cái bút VK kép ra nha. Cái VK này là cái bút lớn và bút này là bút đa năng. Thì anh em cho to cái bút lên hộ em một tí tí. Rồi. Khi mà anh em lắn thẳng cái số mũi ra cho em rồi thì anh em ấn ok. Anh em thử nhìn lại xem ạ, sống mũi đẹp hơn, gọn hơn và thon hơn đúng không ạ? Đấy. Sau khi chúng ta đã nắn xong thì anh em dùng công cụ chữ O oh, giống như lúc nãy cho em. Anh em cứ dùng tương tự như vậy. À, cái số mũi nào cũng giống nhau mà thôi. Số mũi cao rồi thì anh em không phải lên mà số mũi mà thấp thì anh em vẫn phải lên số mũi cho em nhá. À, ở đây thì em sẽ để khoảng 40%. Em vẫn chấm tản đều. Đấy. anh em tản đều ra cho em tản đều tay ra cho em rồi Anh em vẫn vớt lại cho em giống như bước vừa rồi em, Anh em dùng Q cộng B Xong anh em dùng Ctrl cộng ôn với phím xóa Ở đây thì em sẽ giữ lại cái đoạn liquid like vừa rồi Và em sẽ ấn Ctrl Ôn uh, cộng với phím xóa Em sẽ để khoảng 35% Đấy, để cho cái sống mũi nó tự nhiên nhất có thể các bác ạ uh, Rồi Và đây là tạm thời như thế đã Anh em thích thêm mắm muối gì thì anh em thêm nha Rồi uh, Vừa rồi là em vừa mới hướng dẫn các anh em Làm sống mũi bằng cái công cụ chữ O Công cụ này Đấy, và công cụ uh, Doji này và tiếp tục là chúng ta sẽ đi xử lý về cái viền tím thì anh em chọn vào cái Spong Tool này cho em anh em bôi vào đây cho em bôi hết vào cái phần viền tím này hoặc là có cái cách khác là anh em khoanh anh em khoanh cái này thì chụp bằng nen 85 1.8 hơi cùi cho nên là nó sẽ bị viền tím rất là lặng nếu mà chụp bằng ly công thì sẽ không bị nhưng mà bằng Calon thì nó bị rất là lặng các bạn cả bên viền này, này. đấy nhìn nó nó vi tím lặng quá Tại vì anh này anh chụp khẩu lớn quá Anh ấy chụp khẩu F2.0 cho nên là hơi nặng các bạn Đây Cái đây nữa Nhiều quá <laughs> Ok anh em uh, Ctrl U hoặc là anh em dùng Ctrl Shift A của em nha Đấy khi vào đến đây rồi thì chúng ta sẽ chuyển cái vùng uh, tím với vùng xanh này anh em có thể trừ đi Đấy, anh em thấy không ạ Đấy. anh em chuyển màu tím sang màu xanh chuyển màu xanh sang màu tím cái này thì không cần phải dùng đến nó anh em chỉ cần dùng cho em cái phím ở cái kênh solution này thôi các bác nha đây ạ anh em thấy không ạ đấy thì chỉ trong một nháy mắt là chúng ta đã trừ hết sạch luôn cái viền này luôn anh em ok giúp em đấy thì ở cái phần tay nó sẽ bị nhưng mà nó không bị quá nhiều anh em ạ Đấy. Thì anh em sẽ xem Tới lúc mà chúng ta bắt đầu sửa sửa vào lúc sửa rồi, anh em thấy không ạ? Nó khử khá là nhiều viền tím. Anh em thấy không ạ? Rồi. Ok. Vậy là em vừa mới hướng dẫn các anh em cách khử viền tím và tăng sống mũi cho ảnh lớn nhá. Cái này chỉ cần làm trong ảnh lớn thôi, ảnh à, nhỏ anh em không cần làm. À, rồi ok. Anh em nhớ sub kênh và like và share nhiệt tình hộ em nhá để cho anh em cùng làm nhá. Xin chào các anh em.